Ngay kể cả bác bị bệnh mà bác gặp bác sĩ giỏi và bác không tin là ông ấy giỏi, ông kê đơn thuốc về bác còn không uống mà, hoặc uống không đúng giờ thì nó cũng không khỏi được mà. Xin hỏi thầy cái này, tức là bây giờ em muốn tài trợ cho một cái người nhà để chắc là muốn theo học một cái lớp sale quản trị của thầy, nhưng mà các cái bạn này ở cái tình trạng là học hết lớp 7, nhưng mà các bạn ấy bây giờ có cái tài sản thấy mỗi người em lên cái vùng Lạc Dương ấy khoảng 50 tỷ, rất là giàu. Vâng. Và người ta quản lý một cái nhóm người độ khoảng 10, hơn 10 người để mà trồng hoa đấy. Nhưng mà anh ấy, các anh ấy không dùng cái khoán và lãnh đạo nó tốt, cho nên là rất là mệt mỏi. Vâng. Người ra người vào liên tục và lấy cắp này. Vâng. Và rồi là không có đào tạo cho họ làm tốt, và những cái bác này là tiền thì nhiều nhưng mà sáng ngày ra phải dậy từ 3-4 giờ sáng làm đến cả tối, người thì gầy còm, tiền thì rất là giàu nhưng mà rất là vất vả. Vậy thì những người này chắc bảo họ mà nộp khoảng 40-60 triệu này thì họ không dám đi đâu. Thì em sẵn sàng tài trợ, thì thầy bảo là họ có học được không, và liệu có thể cải tiến được họ không, hoặc là em phải đào tạo họ một thời gian xong rồi họ mới đủ thấm để họ học. Thứ nhất ấy, một người muốn đi học hay không thì câu chuyện đầu tiên ấy là họ muốn thay đổi hoàn cảnh ấy hay không đã. Họ có muốn thay đổi hoàn cảnh ấy hay không? Vậy thì cái vất vả của họ ấy, thì họ thấy rằng là nó có vất vả hay không? Em sợ rằng là hai anh em mình đứng ở ngoài thì bảo sao nó khổ thế. Cũng giống như là nói xin lỗi mà nói bậy với cả nhà, mình thấy con chó nó ăn phân, mình bảo sao nó ngu vậy. Nhưng trong lúc nó ăn thì nó bảo ôi mấy thằng kia nó không được như mình, đang ăn bữa cỗ ngon thế này mà bọn kia nó đứng ngoài nó nhìn. Ví dụ vậy. Thế thì tương tự cuộc đời nó, cái đấy nó gọi là chuyển hóa tâm thức mà. Vậy thì thực sự họ thấy đó có phải là vấn đề hay không đã? Đấy, thì bác phải trả lời cho em cái câu đấy đã. Và bác phải nói chuyện với họ để làm rõ là họ có coi cái cuộc sống bây giờ là địa ngục và cần phải điều chỉnh nó không. Thứ đấy là thứ quan trọng đầu tiên đấy ạ. Bởi vì không có việc gì khó. Quan trọng là tư tưởng nó phải thông, còn tư tưởng không thông cái bình tông vác không có nổi. Vì nó bảo thực ra tao đang hạnh phúc thế này, nhưng mà cứ bảo tao vất vả, tao có vất vả đâu. Dậy 3 giờ sáng chơi với hoa sướng vậy. Không. Mà nhân viên thì nó ra vào là chuyện bình thường. Không. Mày thấy không, tao kinh doanh vẫn có lãi đi thôi. Chúng nó ra vào là chuyện bình thường, tao thấy vui mà. Đấy, cái quan trọng là cái tâm thức của người lãnh đạo. Họ có thấy muốn cải thiện hay không? Đấy, bác giúp em cái đấy là một. Sau khi mà họ muốn cải thiện thì việc thứ hai ấy, là họ có tin vào các cái khóa học có giải quyết được vấn đề cho họ hay không. Họ có tin vào các khóa học có giải quyết vấn đề cho họ hay không? Hay là họ đều nghĩ là ui, phần lớn các thầy đi dạy này mấy thằng chém gió thì biết đâu mà nghe nó, học về phí tiền thì thầy chưa giải quyết gì, tao tư duy có khi nó còn ra nhanh hơn. Đấy thì nó thuộc vào cái nhóm thứ hai đấy nhá bác nhá. Cho nên em đã động gì đến cái khả năng đâu. Còn thưa với bác là khả năng học đến lớp 7, vì toàn bộ ấy, cái chương trình của em ấy, mà bác, nếu bác Thuấn có biết đã học siêu quản trị bên em chưa? Nhưng mà chương trình siêu quản trị của bên mình là không có nhân. Học rồi ạ. Và bên mình chủ yếu là chia mà. Ví dụ làm lợi nhuận được 10.000 thì bây giờ chia cho nhân viên mấy nghìn, mình làm mấy nghìn. Ví dụ vậy, còn học chia, có vi phân tích, phân logarit gì đâu, có lượng giác gì đâu. Cho nên là học hết lớp 7, mà lớp 7 là học số hữu tỷ rồi, là có nhân và chia rồi, có phần trăm rồi. Đấy, nào cái lớp 7 là học tốt, không có vấn đề gì cả. Thế thì vấn đề này em cho rằng là nặng cái lớn nhất. Một, là họ có thấy cuộc sống của họ bây giờ có phải là vấn đề không, cần cải thiện không? Trong ba người thì chắc có một người thì đã đồng ý cái chuyện là cần cái này. Không, nhưng mà một người đấy là cái người mà nó làm chủ cuộc chơi. Làm chủ. Tức là ba ông này đều làm chủ hết. Đấy, mỗi ông có một cái khu vực để có lính hết. Vậy thì tốt.
Vậy thì bác mang một cái ông mà khát vọng thay đổi về, xong giúp ông ấy thay đổi được nữa, ông học giúp em xong bác kèm cặp ông ấy để ông thay đổi. Thế thì khi ông ấy thay đổi rồi thì hai anh kia mới bắt đầu mới nhìn lên, ngẩng lên nhìn ông quái sao lại thằng kia nó lại nó làm kiểu gì nhỉ? Thì bây giờ nó sẽ mon men, nó hỏi bác làm kiểu gì mà được như thế này. Thì bây giờ nó lại ra câu chuyện. Vì vậy là một đốm lửa nó sẽ tạo ra gì ạ? Một cả một cái rừng lửa. Vậy thì bắt đầu phải từ một cái que diêm đã. Cho nên là bác hãy thắp lên một cái que diêm của cái ông khát vọng trước. Tức là thắp lên cái que mà lưu huỳnh nó khô ấy, mình bật phát nó cháy cái đã. Còn hai cái que kia ẩm thì cần phải thời gian để sấy. Thế cho nên là cứ bình tĩnh, làm ông một đã. Bởi vì thế này, ngay kể cả bác bị bệnh mà bác gặp bác sĩ giỏi và bác không tin là ông ấy giỏi, ông kê đơn thuốc về bác còn không uống mà, hoặc uống không đúng giờ thì nó cũng không khỏi được mà. Cho nên đầu tiên là cái niềm tin, ông muốn cải thiện cuộc sống của ông ấy đã, hoàn cảnh của ông ấy đã. Thứ hai là ông tin là đi học nó sẽ thay đổi được. Đấy. Thế còn mấy cái học kia thì đơn giản, vì em cho rằng hai cái đấy là quan trọng nhất của một người đi học. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn, fanpage Học viện CEO miền Nam, địa chỉ tòa nhà World Labs, số 6 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.